các bạn. Mình là Vinh Nhi Trang, năm nay mình 5 tuổi, trường Mầm Non Liên Cơ. Sau đây mình sẽ hát một bài mùng 8 tháng 3. Mùng 8 tháng 3, em ra thăm vườn tròn một bông hoa xin tết tặng cô giáo. Nào bông nào đẹp, nào bông nào xinh, em tới thăm cô trường các hoa ra chào mừng chúc các cô chúc em vui học đẹp rồi mai sau lên xây dựng đất nước. Từ nay thành phố cho đến hôm nay chúc em ra là bùng hoa cho đến hôm nay chúng em lại là ra.